Em xin giới thiệu, đây là Amply Yamaha và em đang ghép loa đề 5. Em sẽ giới thiệu hai phần riêng lẻ ra. Mình mua món nào thì em bán món đó, mua cả combo, em bán cả combo nha. Đầu tiên mình sẽ nói về Amply trước. Amply model là Yamaha VX10. Đây là Amply của dàn ghép được luôn bộ 5.1. Có tới 2 ngõ optical in dùng giải mã DC24 bit, giải mã không cần mồi. Nãy giờ mình nghe một đoạn nhạc test không lời qua chức năng giải mã optical. Em đã ghi ngoài sau và phía trước mình cũng có một ngõ optical nữa nè. Ở ngoài sau là optical 1 và phía trước là optical 2, trên này nó có ký hiệu nè, số 2 nha. Ở số 1 thì em ra đi ghi tắt 1, mình chỉ ngõ vị trí này. Đây là cái nút chỉnh sụt rau, mình có thể chỉnh được hai lo chính Estrel, chỉnh 5CH, chỉnh chế độ cinema, music, để mình xem phim, nghe nhạc hoặc là chơi game tạo hiệu ứng. Đây là volume lớn nhỏ. Bên này là jack bông sen để mình kết nối thiết bị ngoại vi. Nắp này bật lên bật xuống được nha. Đây, đây là đầu Amply sử dụng được dàn loa 5.1 để xem phim, nghe nhạc, giải mã, đi guitar không mồi 24 bit. Kích thước của Amply này như sau: chiều ngang là 30 cm, hậu sâu 30 cm, chiều cao 10 cm, hàng Nhật điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung với Amply thì liên hệ em, giá bán là 200.000, sử dụng cho dàn mini, dàn trung, dàn đại đều ok. Nhà mình có ổ áp lấy điện 100V ra sử dụng, khỏi mua đổi nguồn bên em vẫn được. Tiếp theo đây em sẽ xin giới thiệu về loa. Đây là cặp loa đề 5 đúp 3S, công suất là 100W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm, lo 3 đường tiếng, bass là 13 cm, chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả hai loa là 30 cm trên hai loa, tức là chiều ngang 15 cm trên một loa, hậu của loa sâu 30 cm, lưới loa đầy đủ. Và bên này thì em có 5 cái loa 5.1 của Onkyo VX10, giá bán là 1.2.000 trên 5 cái lo này. Các nào có nhu cầu mua để ghép dàn 5.1 thì liên hệ em. Lo đẹp xuất sắc. Đây, công suất của lo này là 30W một thùng nhân cho 5 lo, trở kháng là 6 ohm, ghép dàn 5.1 hoặc là quán cà phê cần treo khắp nơi để mình tạo tiếng nhạc cho quán ăn, trà sữa, cà phê, hay là những cái nơi là tạo không gian thoải mái du dương tiếng nhạc thì mình mua về mình là mình ghép nha, hoặc là để trong phòng. Đây là ngõ optical. Nãy giờ mình giải mã qua ngõ này, optical em dùng ngõ số 1. Hỗ trợ ngõ sub nè, rồi mấy 5 lo vệ tinh luôn. Trạm lo là sắt bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp và xịn sò, sắt mạ vàng cho tín hiệu trong hơn, chuẩn hơn. Đề 5 đúp 3S 100W trên một cặp lo. Còn Amply Yamaha này công suất là 50W. Đây là tổng thể mặt sau của cả lo, cả Amply. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Mua hàng bên em thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin vào Zalo vẫn là số 0931008099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết vào Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc, ship code cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship. Nếu chuyển đủ 100% em sẽ tặng mình cái jack kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Nãy giờ mình nghe nhạc không lời rồi thì bây giờ em xin test nhạc có lời cho mình tham khảo. Ở trên này mình có thể chỉnh được những cái nút này để tùy chọn nha. Bây giờ mình lớn volume lên. Em đang dùng chức năng giải mã để test